Xin chào mọi người, nhất là những chàng trai tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Đây là video clip anh làm về tử vi của năm Mậu Tuất 2018, cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi của các em. Thì như đã nói ở những cái video clip trước, thì đầu tiên hết chúng ta phải xét coi như là sao hạn bổn mạng của chúng ta với cái năm này nó như thế nào. Đầu tiên là các em là mạng là Đại Lâm Mộc gặp năm Bình Địa Mộc là cùng hàng mạng, cùng hàng mộc, cho nên là có thể nói là sức khỏe năm nay cũng không có cái gì là ảnh hưởng quá lớn nghiêm trọng ha. Có một chút khó khăn thôi, vì nó đồng hàng chứ nó không phải được là tương sinh ha. Sao thì các em không may mắn gặp chúng sao Thái Bạch hao tài đau ốm ha. Hạn á, thì hạn gặp thiên tinh rối rắm tranh chấp, đề phòng kiện thưa. Vận niên thì là Long Ngộ Vân, là rồng gặp may, một vận niên khá tốt cho công danh sự nghiệp. Thiên can Mậu gặp năm Mậu cùng hàng là chữ mộc hết là thuận lợi. Địa chi Thìn gặp Tuất, là Thìn Tuất là lục xung, mà nó cũng đồng hàng về nạp âm ngũ hành, cho nên nói là địa chi thì nó ảnh hưởng nhiều đến cái chuyện vấn đề mà gia đạo rắc rối, mà nhất là gặp hạn thiên tinh mà gặp địa chi mà lục xung nữa, thì chắc chắn rằng trong gia đạo sẽ có người làm mình buồn lòng, thậm chí là tình cảm vợ chồng nó không có suôn sẻ. Thì đó là những cái sơ khởi của cái vận hạn. Nhìn bên ngoài cái đó giống như là trái ổi, chúng ta có cái vỏ thì cũng khá là ngon lành, nhưng mà dưới sao Thái Bạch thì chắc chắn là không ngon đâu. Tại vì bởi sao sao Thái Bạch á, người ta nói là quét sạch cửa nhà. Rồi còn xem á, thì phải xét nội tại của bên trong những cái sao hạn vận niên, rồi về tứ trụ cho xem sao. Thì đầu tiên hết, với các video clip của anh thì mọi người cũng đã từng hiểu là anh sẽ làm về thiên tính của mọi người trước, sau đó kết hợp với vận hạn tử vi của năm nay, của sao hạn tinh quân vận hành, thì anh mới tính toán ra là các em sẽ gặp những việc gì và tháng nào là tháng nguy hiểm. Thì thiên tính của các chàng trai mà tuổi Mậu Thìn á, thì đa phần là những chàng trai này là lanh lợi nè, thường là rất là uyên bác, có kiến thức, thông minh, nhưng mà đặc biệt là lời nói là ngọt ngào hoa mỹ lắm. Cái đó là một cái hay ha, nhưng đa phần á là chỉ có cái bề ngoài thôi, cái nội tâm á thì kém phần sâu sắc, thì nói nhiều mà. Thì người anh hay nói vui là thùng rỗng thì hay kêu to, tức là nói có cái gì là nói ra hết. Tự mình Mậu mà gặp mạng mộc nữa, cho nên là khó không có giữ được trong lòng. Thay vì cũng là người Đại Lâm Mộc này, nhưng mà kỹ tị thì lại thu vào bên trong. Họ biết, họ chỉ nói ba thôi, thấy không? Họ biết 10 họ nói ba giữ 7, còn các em biết 10 thì nói mẹ nó 10. Cho nên là người ta nói rằng các em tuổi này là kém phần sâu sắc. Các chàng này á là đường tiến thân á, gặp trở ngại khá nhiều do thiên can nắm chữ Mậu. Đặc biệt là người hướng ngoại, rồng bay phượng múa mà, cho nên bay nhảy hoa bướm rất là nhiều, nên nó thường bị họa đào hoa cản trở sự nghiệp. Phải vào mà cái như là bắt đầu đại vận 10 năm, tức là 33 tuổi cho tới 42 tuổi á, thì mới có sự nghiệp thật sự ổn định. Còn trước đó, trước cái thời điểm này là năm nay là các em 31 tuổi nè, thì nó có nhiều cái linh binh long vang lắm. Có thể hôm qua anh đã làm cái clip mà Mậu Thìn nữ với Mậu Thìn nam, các em thấy cái phần mà thiên tính nó khác nhau ha, nam nữ nó cung mệnh nó khác nhau ha, thì nó sẽ ảnh hưởng khác nhau. Các chàng Mậu Thìn á là người có mệnh nè, là mệnh mộc, bông nạp âm ngũ hành á cũng là mộc luôn, cho nên á là người là đầy mộc, nên cần phải có một chút thủy để dưỡng, để sinh dưỡng. Chính vì là người quá nhiều mộc, cây mà cứ đều đâm lên á, cho nên là không mấy suôn sẻ ở tiền vận. Tuy nhiên á, dù ở hoàn cảnh nào á, thì các chàng á, do là hàng cùng hàng nạp âm ngũ hành với bản mệnh thì cùng hàng, nên là cuộc sống về vật chất á, có vẻ là không có túng thiếu. Tiền có rồi, hết đó có rồi đó, chứ còn không có rơi vào cảnh túng thiếu. Nhưng mà bước vào trung vận sẽ giảm phần sóng gió,
Nhưng thật sự mà nói thì đường công danh của chữ Mậu do kém cái phần sâu sắc cho nên là khó lên cao. Thường là chữ Mậu này á, không phải là mạng các em thiếu là vô chính diệu, nhưng khó có nhiều người nắm giữ cái chức mà trưởng hay là phó, mà việc thì mình làm hết ha. Cho nên là phối ngẫu với một người mà mệnh thủy á, thì sẽ đem lại nhiều tài lộc và vượng phát ổn định. À, nếu các em mà lấy vợ mà mệnh thủy á, thì các em sẽ có được cái sự vượng phát và sớm thành đạt ở trong cái cuộc sống cũng như là quan trường. À, vốn là người đa tài đa nghệ nhưng mà lại là người cực thân. À, thường á, nếu như mà tha phương lập nghiệp á, thì sẽ gặp nhiều may mắn. À, nhưng lại rối rắm đường tình. Các em là cực kỳ dễ rối rắm đường tình. À, nếu như ở tuổi mà tuổi Thìn, tất cả tuổi Thìn và đặc biệt là Mậu Thìn này là nam mạng, các em biết kính ngưỡng tâm linh, tin tưởng một tí xíu thì cuộc sống sẽ ấm êm hơn, hậu vận sẽ sớm hưởng nhiều phúc lộc. À, đó là thiên tính của các em và cũng như là cái vận hạn chung chung cả đời của các em. Thì anh cũng đã làm ở trong cái clip mà Mậu Thìn, tử vi Mậu Thìn trọn đời rồi. À, kết hợp với cái năm này, năm Mậu Tuất 2018, thì sự nghiệp và công danh của các em á, thì năm nay á, thì các em gặp sao thái bạc chiếu mạng, thường nó lại bị ốm đau hao tốn, cuộc sống nhiều biến động. Người ta hay nói là thái bạch quét sạch cửa nhà. À, cái sao thái bạch này á, là thuộc hành kim, mà các em là thuộc hành mộc, mà kim nó khắc mộc. À, dù các em có là bình địa mộc đi nữa thì cái kim này nó tương khắc rất là bất lợi, dễ chịu nhiều tốn hao, đặc biệt là phòng tai nạn. Từ vì bản mệnh của cái sao thái bạch này nó ảnh hưởng rất nặng lên cái người mệnh mộc. À, anh đã nói rồi, có nhiều cái người á, là ví dụ như họ dướng sao thái bạch, nhưng mà nếu mà họ mệnh kim luôn á, thì cái sự tác hại của sao thái bạch và hao tốn tài sản tiền bạc á, thì nó không có lớn. Nhưng mình là mệnh mộc mà gặp sao thái bạch nó mệnh kim, thì chắc chắn cái sự hung họa của sao thái bạch này nó rất là lớn, cho nên các em cần cẩn thận ha. Hạn á, thì gặp thiên tinh, thì như đã nói rồi, có nhiều rối rắm từ gia đạo đến công việc luôn ha, nên cẩn thận trong các mối quan hệ làm ăn, hợp đồng và tránh làm việc phi pháp trong năm nay sẽ rất là tốn tiền. Đặc biệt là không là làm chứng lãnh nợ cho ai, bất cứ ai, nếu không muốn là mình bị liên lụy đến pháp luật ha. Sao thái bạch nó dễ hao gây hao tốn lắm. Vận niên á, thì long ngộ vân, cái vận niên này á, sẽ rất tốt cho công việc làm ăn, đặc biệt là những em làm ở quan trường, làm ở trong hãng xưởng cần cái sự mà thăng tiến, thì phải nói là cái gặp vận niên long ngộ vân này là một vận nguyên tốt, được thi thố và sinh hoạt trong cái môi trường khả năng dễ tạo thanh danh và uy tín. À, còn về tứ trụ á, thì năm 2018 là Mậu Tuất đối với tuổi Mậu Thìn của các em á, là có thiên hòa. À, thiên hòa là đường công danh không có gì xáo trộn, thiên hòa mà bình hòa thay đổi. À, nhưng mà địa gặp địa hòa luôn, thì có thể nói là tình cảm gia đạo, gia đình á, vợ chồng á, thì cũng không có gì là khởi sắc, mà cũng không có gì là quá cẩn thận, quá cần phải chú ý. À, nhưng mà đặc biệt á, là năm nay là không đứng ra gánh vác bất cứ chuyện của ai, bảo lãnh chuyện của người, chắc chắn sẽ gây ra hung họa cho các em ha, anh khẳng định điều này ha. Rồi, phối hợp như các yếu tố trên và anh nêu á, thì đứng về mặt ngũ hành mà luận giải á, thì năm nay can mậu của nó Mậu Tuất thì nó thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, trung vận là thái chủy, cho nên hỏa sẽ vượng, và đặc biệt hỏa vượng nhất là vào tháng 5 và tháng 6, tháng Mậu Ngọ và tháng Kỷ Mùi của năm nay. Mà khi đó chúng ta mệnh mộc, chúng ta bị cái tháng gọi là sinh xuất bản mệnh mà mộc sinh hỏa, nó đốt chúng ta cháy, dù chúng ta có là người nhiều mộc đi nữa, đốt chúng ta cháy, thì đó là bản mệnh là của chúng ta, là cái giống như khiên bảo vệ mà cái bản mệnh bị cháy, thì cái lúc đó là cái sao thái bạch nó sẽ phát huy tác dụng và nó đè lên các em rất là nhiều. Cho nên là các em cực kỳ cẩn thận dùm anh ha, hai cái tháng mà mậu rất lớn ở trong giữa năm. À, cho nên chỉ nên làm các việc trong tầm tay, hoặc là những việc nhỏ, lợi nhỏ thì mới mong là được an ổn. À, vận thế thì trung bình, nhưng sao chiếu mạng thì rất không tốt. Cho nên là tiền bạc năm nay
dựa vào vận thế cũng như là vận hạn vận niên thì các em có thể làm ra nhiều tiền nhưng chắc chắn là không giữ được. Ngoài ra cần phòng tai nạn ha. Các em sẽ để ý nè, năm nay các em có một món lợi nào lớn đến với mình thì các em cũng đặc biệt là cái hung họa nó sẽ đi sau lưng cái món lợi đó, cho nên là đừng quá mong cầu. Được vận niên thì khá tốt ha, các chàng vẫn có cơ hội thi thố khả năng, làm việc với khả năng ha. Không mưu cầu lớn cao thì có thể nói năm nay là một cái năm xấu nhiều tốt chẳng bao nhiêu. Cho nên là chỉ nên làm việc nhỏ thôi, vừa đỡ lao công lao nhọc mà còn tránh được nhiều rối rắm bất an. Đây nằm là năm mà khá tệ đối với các chàng ha, các chàng cẩn thận ha. Đó là về nạp âm ngũ hành, về tứ trụ của các em nó như vậy. Còn xét về mặt tử vi á, thì tiểu vận của năm 2018 đối với người Mậu Thìn là sinh địa, có lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe. Đồng thời á, mà cái sinh địa này á, nó có khả năng ngăn chặn hóa giải các sự chẳng lành do sao hạn xấu nó gây ra. Cung tiểu vận á, thì có bạch hổ, hoa cái, tấu thơ. Thì như vậy thì chứng tỏ thì nó cũng có cơ hội tốt trong công việc làm ăn. Dù là sao thái bạch nó ảnh hưởng tới tiền tài nhiều, nhưng mà cái con đường quan vận về thăng tiến á, thì chức vụ uy quyền á, thì các em vẫn còn có cơ hội. Bên cạnh thì cũng có thiên khốc đồng cung nè. Bản thân á, vì lo kỹ quá nhiều có thể gây ra bệnh nạn. Gia đình thân tộc thì có người dễ có người có tan ha, làm trở ngăn cái phần nào công việc và hao tốn tiền tài. Hội chiếu á, thì có nhiều cái ám tinh phá tinh là như là Đà La nè, Quan Phù, Quan Phủ, Kình Dương ha. Thì Quan Phù, Quan Phủ mà gặp Kình Dương á thì rất dễ đáo tụng đình ha, đến gặp chuyện quan quyền. Cho nên là năm nay đặc biệt đừng dính vô chuyện phi pháp. Chuyện gì mà phi pháp thì nó đi sau ha. Phi pháp là lợi nhiều, mà như ở trên nó nói lợi nhiều thì đi sau hung họa, cho nên là né đi. Nhưng mà rất may cho các chàng á, là trong cái hội chiếu này có cả tuần và triệt án ngữ, nên tình trạng chống phá mà gọi là xui xẻo á, cạnh tranh á, dù có thì cũng chỉ là nhẹ nhàng dễ dàng vượt qua, không gây ảnh hưởng trong cái bước đường công danh mà về sau. Dù sao mọi việc cũng nên cẩn thận, có khi biết đâu được cái tháng đó nó rơi vô cái tháng 5, tháng 6 ha, bổn mạng mình yếu ha, cái sao thái bạch nó quần dữ rồi sao, mình có thể là mình qua đó nhưng mà nó tốn tiền rồi thôi, thà khỏi ăn khỏi tốn, đúng không, mình yên tâm cho nó chắc cú. Cho nên mà nói mà năm nay á, đừng có toan tính chuyện lớn, đừng làm chuyện phi pháp ha. Hòa diệu trong xử thế thì sẽ giảm nhiều khó khăn trở ngại. Năm nay dù sao này nữa thì chúng ta cũng có năm lục xung ha. Thìn gặp tuất mà ha, thìn tuất là lục xung mà, đó thấy mệt liền ha. Rồi cung mệnh thì có tuế phá nè, đi liền với đại hao ha. Tuế phá người ta gọi phá đi với hao cẩn thận. Mất tiền ha, gánh vác chuyện người là đi mất tiền, gia đình có chuyện phải lo làm trở ngại công việc. Mặc dù có năm nay nữa các em có sự đề bạc, có sự cân nhắc để ở vị trí mà làm trong hãng xưởng đó, hoặc là ở ngoài đó, mà có lãi lớn đó, thì cũng phải đi theo cái tiền bạc ra thì mình mới mong được cái việc của mình ha. Nhưng năm nay không nên, đặc biệt là với cái cung mệnh là tế phá đại hao, là không nên tính cái việc to lớn có thể gây ra bất trắc khó lường. Nhìn chung về các mặt là từ tử vi cho đến là tứ trụ đo đến vận niên ha, năm nay tài lộc không phải là không làm ra được, nhưng phải chịu nhiều hao tốn, không giữ được. Bản thân thì cần nhiều cái sự quan tâm đến sức khỏe, đặc biệt là phòng tai nạn. Nếu ăn ở mà các em mà thiếu phước ha, những cái lúc này thường thì tuổi này thì các em chưa có tin tưởng nhiều được ở Phật pháp, ở những cái con đường mà gọi là gì nhân quả, thì các em dù có tiền bạc nhưng không, rất là dễ dàng bị tiêu hao về bệnh nạn.
còn làm trở ngại đến cái sự nghiệp về sau. Mà đây là những năm mà có thể nói là năm nay mà nói về sự nghiệp thì các em được vượng vước, sự nghiệp đang tăng tăng trưởng. Mọi việc nên dè dặt và cần quan tâm đến gia đình. Một năm mà có thể nói là trung bình về tử vi và khá xấu về tứ trụ thì là các em, thì anh sẽ cực kỳ cẩn thận, đặc biệt là năm dướng sao Thái Bạch cho người mệnh mộc của các em. À nha. Rồi, đó là về sự nghiệp, về con đường công danh. Còn thế về tình cảm thì năm nay nó như thế nào? Cuộc sống năm nay á, của năm Mậu Tuất á, thì có nhiều cái sự ngoài ý muốn xảy ra. Tình cảm thì vướng nhiều âu lo bởi chúng ta vướng vào lục xung thìn với tuất ha. Nếu đã có gia đình á, vợ chồng cũng có những cái trục trặc chút chắc nhưng không quá lớn ha. À, vẫn có, tuy nhiên á, sẽ cũng có vài cái niềm vui, có thể là thêm người. À, về bên chồng bên vợ do vướng lục xung thìn tuất cho nên là sẽ có những cái sự trắc trở nhất định. Năm nay có nhiều việc tốn hao nên bàn bạc để khỏi sinh bất hòa giữa vợ chồng. À, các chàng á, là người hòa nhã đúng không, hay hướng ngoại, đôi khi là coi vợ mình là hiển nhiên, mình nói là nó phải nghe, nhưng mà năm nay thì có lục xung cho nên là nên đồng vợ đồng chồng để hóa giải cho nó dễ dàng. À, hạn thì có quan phủ, thái tuế, phục binh. Thái tuế này của các em là do vướng lục xung, nó không bị trực thái tuế mà thái tuế này là bị hình thôi ha. Thì đừng nên đưa vai gánh vác chuyện người, nếu việc giúp đỡ không rõ ngọn ngành có thể bị liên can dẫn đến bất hòa trong gia đạo. À, vừa ở trên là không liên can đến bất hòa với sự nghiệp thì bất hòa với gánh việc người thì bất hòa gây chuyện với pháp luật, còn với tình cảm thì nếu mà gánh việc người sẽ gây bất hòa cho gia đạo ha. Cho nên là cẩn thận nha. Năm nay tuy là tuổi Tuất, năm nay là năm Tuất, đối với nhiều người thì tuổi Tuất là một cái tuổi rất, con cái rất là dễ bảo, sống trượng nghĩa, nhưng đối với những người tuổi Thìn có con tuổi Tuất thì rất là khó bảo vì nó lục xung. À, Thìn với Tuất, à, mình mệnh mộc mà nó nên hỏa nữa, nó đốt mình nữa, cho nên là rất là khó nói, nó khó bảo, sẽ làm cho mình buồn phiền. À, việc đó là bây giờ thí dụ như vợ có bầu là chẳng lẽ nhét vô không cho đẻ, thì việc con cái là cái việc duyên nợ thôi, có thể là mình nợ nó lên đây nó đòi mình hay là sao, nhưng mà đặc biệt là người nó khó bảo nhưng mà nó vẫn là người sống trượng nghĩa ha. Rồi, quan hệ làm ăn hay giao tiếp vì tình cảm nên cẩn thận lời nói, dễ bị mang tai tiếng, sinh ra oán thù bởi đây là năm lục xung. Đối với mà các chàng mà độc thân á, năm nay á, thì hồng đào không phải là năm, hồng loan và đào hoa không phải vận hành mạnh, tình cảm không có gì mặn nồng đâu, có rồi cũng như không. Dù gặp người vừa ý cũng không nên lập gia đình. À, tuy không hoàn toàn kiêng kỵ nhưng cũng xảy ra bất lợi ở trong năm này, cho nên là phải để nó năm tới thì nó sẽ tốt hơn. Về mặt sức khỏe thì năm nay năm 2018 Mậu Tuất thì can chi thì tương đối tốt, không có bệnh hoạn gì đáng ngại. Tuy nhiên ngũ hành bất lợi nên cẩn thận phòng tai nạn phạm thân. Năm nay là như đã nói ở trên đúng không, là các em gặp sao Thái Bạch, mà sao Thái Bạch là thuộc hành kim, mà các em là mệnh mộc, kim nó khắc mộc, nó sẽ tạo ra những cái rất là khó khăn. Đặc biệt là các em phải để ý cái khoảng mà tháng 5, tháng 6 như đã nói là lúc đó là cái bổ mạng của chúng ta là bị đốt, bị sinh xuất rất là mạnh. Từ năm nay hôm hỏa vượng mà, thì cái sao Thái Bạch nó sẽ hoạt động rất là ghê gớm, thì rất là dễ phạm thân. Cho nên là đặc biệt cẩn thận giùm anh hai cái tháng giữa năm ha. Rồi, lái xe cẩn thận, bổ mạng không có vững lắm đâu nha. Đó là về mặt sức khỏe. Thì trên đây là những cái thông tin về tử vi vận hạn của cả cái năm Mậu Tuất đối với tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 năm mạng của các chàng. Thì anh có làm thêm là vận hạn 6 tháng đầu năm cho các chàng, để các chàng có thể mà gọi là ứng biến nó, biết tháng nào thuận và tháng nào không thuận, và tại sao thuận và tại sao không thuận, anh có thể giải thích luôn để các chàng mà có thể là gọi là xoay sở một tí xíu. Một cái năm này nói chung là khá khó khăn đối với các em. Chứ đầu tiên hết là cái tháng mà các em đã trải qua, đó là tháng Giáp Dần, là tháng tháng Giêng của năm Mậu Tuất, thì các em đã trải qua rồi.
tháng Giáp Dần là thủy sinh mộc ha, bản mệnh được tương sinh cho nên là rất tốt, bản mệnh sức khỏe mình cũng không có việc gì quá to tát. Thiên can á, Giáp ha, tương khắc cái chữ Mậu, à, gọi là tháng khắc thiên can, công việc sẽ không thuận lợi, dễ sinh bế tắc và gây hao tốn tiền bạc, nhất là năm mà dưỡng sao Thái Bạch này. Địa chi á, Dần với Thìn á, thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp. Như vậy là gia đạo cũng không có việc gì lớn xảy ra. Như vậy á, tháng Giêng là tháng ăn chơi, mà chúng ta gặp thiên can, tháng khắc thiên can thì cái việc nó cũng không quá lớn lao đâu, rất là dễ dàng để xử lý được. Dù là nó sẽ làm cho chúng ta buồn lòng, nhưng mà nhờ cái là thủy sinh mộc, bản mệnh được tương sinh, thì các sao hạn ở trong mệnh là sao tốt nó sẽ sáng lên, mà anh nghĩ rằng là sẽ vượt qua tháng Giêng một cách an toàn. Và các em đã chứng minh được điều đó là người Mậu Thìn Nam Mạng tháng Giêng không có việc gì quá lớn để xảy ra. Tới đến tiếp theo là tháng 2, tháng Ất Mão, hôm nay là ngày 10 tháng 2 rồi. Tháng này thì cũng là một tháng thủy, thủy sinh mộc, bản mệnh tương sinh tốt. Ất ha, Mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên về mặt ngũ hành á, thì Ất là mộc, Mậu của các em là thổ, mà mộc nó khắc thổ. Tuy không có tương sinh gì hết, nhưng mà về mặt âm ngũ hành là nó tương khắc, cho nên là bên nội tại trong nó cũng gặp những vài cái việc rất là khó khăn, nhỏ thôi, không quá lớn lao, làm cho các em buồn lòng, nhưng mà các em giải quyết nó sẽ ok nhờ cái bổn mệnh tương sinh. Địa chi Mão Thìn lại là thuộc nhóm tương hại, mà tương hại được hiểu ở đây là cái sự cản trở nhau, cho nên là địa chi thì nó ảnh hưởng nhiều đến vai phần gia đạo, thì có thể nói là phần gia đạo của các em ha, sẽ có những cái trục trặc, trục trặc mà tương hại này thì nó sẽ ảnh hưởng đến luôn cả phần công việc. Cho nên là tháng 2 thì đã 10 ngày rồi, thì các em cũng có cảm giác được cái việc này là nó không có tốt lành, nó cứ cảm thấy nó làm sao trong lòng mình cứ cảm thấy không yên ha. Rồi hết tháng 2 thì dương lịch, tháng 2 âm lịch thì đến tháng 3. Tháng 3 của là tháng Bính Thìn, một tháng thổ. Tháng 3 thì nếu như tính theo Tây lịch đó, nó tức là ngày 16 tháng 4. Đúng không? Tháng 3 là tháng Bính Thìn, tháng này tháng tuổi của các em. Thì tháng này là tháng thổ, mà mệnh của các em là mệnh mộc, mộc khắc thổ ha. Bản mệnh khắc tháng, sức khỏe có lẽ không tốt ha, dễ gặp những cái việc mà trục trặc bệnh đồ này kia nhẹ nhàng, nhưng mà các em có thể là nhẹ thôi, tại vì dù sao nữa là các em khắc tháng chứ không phải tháng khắc các em. Thiên can á, Bính Mậu không xung không hợp, không gì cả ha. Địa chi á, Thìn với Thìn là người ta còn gọi là tự Thìn. Năm sinh tháng đẻ thì không mấy yên thuận cho gia đạo tình cảm. Như vậy tháng Bính Thìn, ngoài cái việc là bản mệnh chúng ta khắc tháng ha, thì Thìn là tháng tuổi, sẽ có những cái rắc rối riêng. Thì như vậy là tháng 2, tháng 3 là có rất là dễ xảy ra việc buồn lòng với gia đạo, không tốt với gia đạo. Đặc biệt thiên can á, Bính với Mậu á, thì cái chữ Bính nó là thuộc hành hỏa, Mậu thuộc hành thổ. Như vậy là Bính hỏa sinh thổ. Như vậy thiên can thì tính là không xung không hợp, nhưng mà về mặt nạp âm ngũ hành á, thì thiên can là được tương sinh. Như vậy có thể là công việc của tháng 2 nó có chút rắc rối, nhưng mà tháng 3 này thì em xui. Chủ yếu vẫn là phần sức khỏe và gia đạo có phần không tốt lắm, cho nên là các em cần để ý. Nếu như mình biết là tháng này là tháng tuổi của mình, thì mình nên ảnh hưởng mà nặng với phần gia đạo, thì mình nên nhìn vợ con nhịn nhục một tí xíu ha, để ý bộ sức khỏe một chút là ok. Rồi tiếp đến tháng 4 là tháng Đinh Tỵ, tháng này cũng là một tháng thổ. Tháng 4 này thì cũng như trên, mộc khắc thổ là bản mệnh khắc tháng, không tốt cho sức khỏe, không tốt lắm cho bổn mệnh, cho nên là cần cẩn thận. Thiên can Đinh Mậu không xung không hợp, Đinh cũng hành hỏa, Mậu cũng hành thổ, được tương sinh, cũng giống như tháng 3, nhưng mà chúng ta sẽ tốt hơn. Tại vì địa chi Thìn Tỵ cũng tự chủ bình hòa, không gì hết, nhưng mà xét về nạp âm ngũ hành thì Tỵ là hỏa, Thìn là thổ, chúng ta cũng được tương sinh, cho có thể nói là tháng 4 là một tháng khá ok.
mọi thứ có thể nói là tốt hơn, nhưng mà phần sức khỏe của chúng ta cũng phải cần để ý ha. Thiên can và địa chi xét về mặt âm ngũ hành là tương sinh, thì bên trong nội tại nó sẽ có những cái điều niềm vui để làm cho công việc của mình nó thuận lợi, nó suôn sẻ hơn ha. Rồi đến tháng 5 là cái tháng Mậu Ngọ, tháng Hỏa. Tháng này là anh đã nói ở phần trên là cực kỳ khó khăn đối với cái người mà mệnh đại la mộc của các em. Tại vì sao? Tại vì mệnh của các em là mộc sinh hỏa, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe yếu, cẩn trọng bổn mạng, đề phòng tai nạn. À, thiên can á, mậu có cùng hàng giống nhau. Ok. Địa chi ngọ thìn ha, tự chủ bình hòa, không hình hại, không tương xung với nhau. Như đã nói ở trên, cái này không, thiên can có thể là không có việc gì. Mậu với đồng hàng thì có thể là công việc cũng không phải là cái vấn đề quá lớn. À, địa chi ngọ với thìn thì không có tương khắc nhau, nhưng ngọ là hỏa, thìn là thổ, sinh địa chi, có thể là địa chi thiên can là điều tốt, nhưng mà cái phần mà sinh xuất bổn mệnh á, tức là chúng ta bị mộc mà thiên thượng hỏa là lửa rất lớn, cho nên là bao nhiêu củi của chúng ta, bao nhiêu mộc của chúng ta cũng dễ bị cháy, mà dễ bị cháy thì cái sao thái bạch nó luôn lơ lửng ở trên đầu của chúng ta, nó sẽ phát huy cái tác dụng gây ra hao tốn tiền bạc, cho nên là cần cẩn thận. Có thể là mọi chuyện nó có dùng tiền có thể làm qua được hết, nhưng mà tốn tiền sót của lắm nha. Để ý cẩn thận một tí xíu. Là anh thì anh sẽ cẩn thận tháng này, tránh hết mọi điều ha. Chứ để không thì tốn tiền vô lý. Đến tháng 6 là tháng Kỷ Mùi, một tháng hỏa, tiếp tục là một tháng thiên thượng hỏa. Như vậy mộc sinh hỏa, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe yếu, cẩn trọng bệnh nạn ha. Kỷ Mậu thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên thìn tức sửu mùi ha, thìn với mùi là tứ hành xung à, thì chắc chắn là cái việc gia đạo nó sẽ không có ổn định đâu, nó sẽ có những cái chút chắc chục chặt. Tuy nhiên là thìn với mùi nó cách nhau khá xa, cho nên là hy vọng rằng nó không ảnh hưởng quá lớn với cái những cái gì mà các em đang bị. Như vậy là anh đã chia sẻ với các chàng trai Mậu Thìn sinh năm 1988 những cái thông tin cần thiết về tử vi cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm Mậu Tuất 2018. Hy vọng rằng những cái thông tin này sẽ giúp ích được các em trong một cái năm gọi là bị sao thái bạch chiếu mạng, để các em biết cương nhu và biết nên làm và không nên làm gì để khỏi tốn tiền và vẫn có được cái sự nghiệp ổn định như mà các em mong muốn ở cái năm 31 này. Hy vọng rằng các em đến cuối năm có được tiền tài danh vọng và như mà các em mong muốn. Video đến đây là hết. Xin cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Các em nếu thấy hay nhớ bấm like và chia sẻ ở bên dưới cái video này. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi thì xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video về tử vi phong thủy của các tuổi mà có thể là của các em, các anh, các chị, các bác, hoặc là của người thân của mọi người. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.